Chào các bạn nha, mình là Di Đen. Mình là Trọng Kha nha. Mình là Trọng nha. Mình là Trung nha. Hai này anh em. Hôm nay mình sẽ ăn trái ăn kỳ nha các bạn. Đây, trái là gì đây? Nghe nói là trái này sẽ mình ăn vô thì biến tất cả đồ chua thành đồ ngọt hết. Hôm nay mình sẽ ăn thử nha các bạn. Trước tiên là đây, có cây chanh luôn nè. Đó. Giờ mỗi đứa hái trái chanh đi. Hỏi lát ăn nhìn cặp trên cây luôn nó đã. Thôi, đứa hái trái đi. Đỡ trái này chín bự bự hái. Nè, trái này bự nè. Rồi. Rồi đây. Trái này sao đâu? Trái này trên cây. Cái vỏ nó ra. Cái này là lá vàng nha các bạn. Lá này có vị chua, tao thường lấy cái lá này để làm nóng canh chua nha. Đâu? Để nó lấy mấy lá này thế thì coi mùi nó là sao. Nó không chua. Thằng này chắc nó ra ao thôi, nhớ không cho nó chua. Nó chua rồi, chứ rất là chua. Đây, đây đâu? Đây, lá vàng nó vậy nè, đó. Đó, thường mọc như thế này nha. Thường leo lên hàng rào hay này nọ đó. Chua. Đây. Chua nha các bạn. Rồi, đứa thử cặp trái chanh đi. Trời ơi, chua lắm. Đây là trái chanh nè, muối hái trên cây nè. Cặp cái này cặp luôn. Đây nè. Quay em nè. Nè, bỏ nguyên trái à. Chua lè nhất rồi. Chanh riêu là hoài nha. Chanh thiệt là hoài nha. Ngon. Ngon sao nhả kìa. Mèo, cả mèo. Cảm giác răng nó bị mòn. Trời ơi. Siêu. Kha, kha đâu? Sao kha không ăn? Trời ơi, em vô sĩ. Để lấy thằng kỳ lắm em. Thằng này yếu đuối, nhìn nó vậy yếu đuối. Rồi, đứa cầm hai trái kỳ đi. Lỡ đi. Em một trái rồi. Hai trái đi cho anh chắc. Bỏ nước không? Đây, trái kỳ nó vậy nha. Rồi, đi thứ ba bỏ miệng dứt đi, khỏi lộn giỏi nè. Khỏi lộn giỏi ba. Nhậm còn nha. Ê, ăn mà nhỏ ra cái hộp. Nút cái hộp của ba. Cắn cái vỏ nó ra thôi nè. Cái vỏ này nè. Chụp nước ra, bạn tán nó vòng vòng cái khoang miệng bạn. Cái hộp này ngon quá. Rồi, giờ cầm cái trái chanh lại đi. Rồi, ok. Rồi, giờ cho anh này cặp trước. Nè. Mời bạn nè. Cắt lại cây đi, cặp cho đi. Cặp. Ngọt, ngon. Đây, nãy mình nãy cặp có một miếng nè. Giờ, đây, chanh trái nãy nè. Cắt lại cây quay cặp đi, cặp đi. Như uống nước chanh vậy các bạn, ngọt ngay à. Mà cái vỏ nó còn đắng, tại nhai luôn cái vỏ mà đắng nghe. Mà nó ngọt. Minh. Rất ngọt luôn. Sao? Thử ăn thì mấy trái coi nó còn ngọt, ớn hơn nữa. Không mà chảy thôi. Trời ơi, tuy nó ngọt mà nước miếng nó chảy. Lọc vỏ ra cho các bạn quay. Kiểu như nó chỉ đánh lừa vị giác thôi. Đây, đây nè. Chắc chanh bỏ vỏ. Chắc luôn nè. Chắc chanh bỏ vỏ. Chắc còn nó vô mắt nè. À. Đi uống nước chanh luôn á. Nước chanh mà bỏ đường quá trời đường luôn á. Ngọt ngay à. Thấy ăn quá tắt. À.
Tiếng Kha nè. ngọt không? Ngọt lấy rồi ok, chanh là ok, chanh là bẩm đảo ngọt nha. Dạ, ăn thử lá giang rồi ngọt không? Đây, nè, khác. Dạ, 1, 2, 3, vô. Vô, đây. Ngọt lắm. Ăn thử mèo. À, mèo ăn như con bò luôn. Cái vỏ, cái vỏ chanh giờ êm quá. Muốn bớt cái gu cắn vỏ chanh là vừa ăn cái. Cái này ăn này như ăn đường á. Ừ. Ăn ngọt lắm. Ngọt quá. Ngọt ngay à. Nhai cái nước của nó ra là nó ngọt. Nhưng ngọt nhưng vẫn còn cái gọi là cái mùi lá cây không các bạn. Tắt đâu? Dạ kiếm gì chua chua kiếm đi nè. Cái tắt. Nhà mình có tắt không đâu? Hả? Bò. Cũng bò. Bò. Ăn chắc vậy không nè. Ăn không? Ăn không mà quẩy đuôi chứ vậy hả? Thôi, đi lại ché. Có ăn trái hàng kỳ rồi ăn ớt vô nó có ngọt không ha? Bây giờ ai dẫn chị vô nhà chuẩn bị giùm em cho nước sữa. Nào ăn thử không? Bây, ngọt nè. Cái ớt nha, tí trái nó nhỏ nhỏ nhưng rất là cay nha. Đừng nên khinh thường. Đừng khinh thường đó. Quỳ đầu này. Dứt ra nha. Đó, tháng kỳ mình mới ăn xong vậy ăn thử cái ớt rồi nó có vị cay thành ngọt không? Cố lên. Lụm. Không có tác dụng. Cay quá trời cay. Đáp lại là cái trái này chỉ có tác dụng là biến vị chua thành vị ngọt thôi nha. Chứ không hề biến cái vị cay thành ngọt. Quay đít khán giả rồi. Cầm một trái vô nè. Cầm trái trên cây luôn. Vô trên cây luôn. Kìa. Đâu để kiếm trái. 2, 3. Không, trái anh gì hấp á. 2, 3. Vô. Giờ cay quá, coi nó cái gì bớt gì cay. Tự nhiên cái tắt không nha. Cái vỏ nó không có bằng cái chanh. Cái vỏ nó không có bị. Nhưng mà đừng phải nhả cái vỏ ra nha. Cái vỏ nó không có đắng gì cái chanh. Mà cái vị tắc này ăn vô cái trái hàng kỳ này rất là ngon nha. Nó ngon hơn chanh. Trái hàng kỳ này mà kết hợp với trái tắc thì ngon hơn trái chanh nhiều nha. Ăn chanh ngon hơn. Nhưng mà còn cay. Ngọt ngọt chứ còn cay. Đẹp quá. Nãy mình có ăn ớt không? Đây, thấy không mình. Nhìn mình nó nhỏ nhỏ sẽ gầy thôi chứ nó dũng cảm hơn hai đứa đó. Nó có ăn đâu. Nó có ăn nữa nó xạo. Ủa mày xạo à? Có. Con gà nó cầm trái ớt nó quơ quơ múa tay. Video thử ăn trái thành kỳ của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì nhấn cho mình một like hoặc một đăng ký kênh các bạn. Subscribe mọi người ơi mọi người. Trái đất đã lục vỏ nha. Không ngẩn. Nuốt hộp luôn nè. Chơi luôn, nuốt hộp luôn. Gì vậy? Trời khói bao dữ quá. Nè, khói trong này. Hiệu ứng hả? Hiệu ứng khói bay. Hiệu ứng không mất tiền.